Bệnh xì mủ trên cây mít là một trong những bệnh nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng và tuổi thọ của cây. Bởi khi phát hiện, phần lớn số cây đã bị tổn thương nặng. Bệnh xì mủ phát triển khi trong quá trình vận chuyển, dinh dưỡng lên cây bị gián đoạn. Khi phát hiện, cây có triệu chứng héo rũ, vàng lá, rụng quả. Nếu bệnh nặng, cây có thể bị chết rất nhanh, thậm chí cả ở những cây trưởng thành, cũng rất dễ bị mắc bệnh. Vậy làm thế nào để phát hiện và phòng trừ sớm bệnh này? Trong chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ Đinh Văn Thành sẽ mách nhỏ bà con biện pháp phòng trừ bệnh xì mủ trên cây mít. Vườn mít 5 năm tuổi của gia đình anh Đỗ Đồng Tâm đang xuất hiện bệnh. Cây vàng lá, thân xì mủ, quả thối rụng. Bệnh có biểu hiện lây lan trong vườn. Đến nay, nhà anh Tâm đã có khoảng 5 cây mít bị hiện tượng tương tự. Cây kia thì nó lại lá nó chưa vàng nặng như cái cây này. Nhưng mà nó lại cái màu nó hẳn là nó đã sậm màu đi. Trông cái lá nó như là bị dội nước sôi. Thế còn cái cây này thì nó có thể nó bị bệnh trước rồi. Thì cái lá nó vàng lên đến tận trên kia. Cái khu vực lá rất cao mà lại vàng lên kia. Đặc biệt là có cái triệu chứng xì mủ đấy. Đây, triệu chứng xì mủ này. Từ đây nó chảy mủ xuống dưới này. Chú đang nghi là cây này sẽ bị bệnh và chốc nữa chú sẽ đào kiểm tra cái bộ rễ. Thế thì để chú kiểm tra xem là cái rễ nó như thế nào. Cháu đào thêm cái những loại rễ như thế này xem. Đáng lẽ cái mùa này là mùa xuân này, sinh trưởng mạnh. Thì những cái rễ con này phải có cái đầu mút nó phải trắng. Nhưng mà nó cũng không có. Chứng tỏ là cây này cũng đã chớm bị bệnh ở dưới rễ. Bệnh thường phát sinh và phát triển trên những loại cây ăn quả kém được chăm sóc, dinh dưỡng không cân đối, đất thiếu hữu cơ, cây còi cọc chậm phát triển, cây trồng với mật độ quá dày, thiếu ánh sáng, vùng đất trũng thấp, thường xuyên ngập nước, có độ ẩm cao và khó tiêu thoát nước. Nhiệt độ thích hợp để nấm bệnh phát triển là khoảng từ 18 đến 26 độ C. Lúc đầu thì nó chỉ là những cái lá vàng kia, lá bánh tẻ kia trước, vàng lá bánh tẻ. Nặng nữa thì nó sẽ chết một phần cây. Và nặng nữa mà không chữa kịp nữa thì sẽ chết toàn bộ cây. Cháu có biết là tại sao mà nó lại cái canh tác của cháu như thế này, bình thường như thế này. Nhưng mà nó lại chỉ có mấy cái cây này là bị trước. Thì cháu biết tại sao? Cháu chưa biết nguyên nhân tại sao nhờ chú. Bây giờ chú nhìn cái là chú thấy này, thì là cái khu vực mà quanh gốc này, cháu để thấp hơn so với khu vực này. Để thấp hơn, tức là mùa mưa mà nếu có mưa là nó đọng ở đây trước. Đấy, nó đọng ở đây thì nó sẽ là làm cơ sở cái ẩm độ đất mà cao quá. Một là cái rễ nó thiếu oxy. Thứ hai nữa là nấm bệnh nó phát triển, nó gây bệnh cho rễ. Trước, sau đó nó mới vào mạch dẫn và nó gây nên cái triệu chứng này sau. Rồi thì từ đó nó mới gây nên cái vàng lá ở phía trên. Đấy. Bệnh xảy ra trên các vườn mít bị ẩm ướt, có nhiều loại sâu bệnh chích hút nhựa cây, gây nên các vết thương hở trên cây. Trong điều kiện thuận lợi, nấm bệnh sẽ phát sinh và xâm nhập vào cây trồng theo cơ chế như sau. Nấm Phytophthora xâm nhập vào rễ và thân cây, làm các tế bào vỏ cây bị mất nước, thối nhũn và tạo nên dịch nhầy màu vàng, làm đứt các mạch dẫn, khiến cây bị xì mủ ồ ạt. Trong nhiều trường hợp khác, bệnh phát sinh tại cổ rễ, rồi lan xuống các rễ chính, làm cho các rễ tơ không phát triển được, khiến cây trồng bị còi cọc. Khi lây lan trên toàn bộ rễ, hầu hết các cây này không thể cứu chữa, và chúng thường chết rụi dần. Theo tiến sĩ Đinh Văn Thành, để cứu sống những cây mít trong vườn, việc đầu tiên là anh Tâm cần xử lý nấm bệnh tại vết thương bị xì mủ.
nó, vì chữa cái này nhá thì nó phải cạo mở hết cái vết bệnh này ra. Đến và cạo hết cái phần đen đi. Đấy, đen nó ở trong cái chạc ba này. Mục đích là cạo ra nó hết, đến hết cái phần đen, tức là nó hết cái phần bị hại đã. Có nấm bệnh đã. Khi trắng như kia rồi bắt đầu là ta mới quét thuốc vào đây. Bà con dùng dao tách bỏ hết phần vỏ để làm sạch vết bệnh. Lưu ý là phần vỏ cây bị bệnh sẽ phải được thu gom và tiêu hủy. Sau đó bà con dùng thuốc nấm pha với 1 lít nước, lấy chổi hay cọ sơn nhúng vào nước thuốc, quét lên chỗ bị bệnh vừa cạo và vùng lân cận. Đồng thời phun kết hợp tưới ngừa xung quanh gốc. Quét thuốc là thuốc mancozeb cộng metalaxin. Thứ hai có thể là cái hoạt chất phosphorus acid. Thứ ba có thể là cái phosphatin aluminium, là những cái thuốc đặc trị. Đấy. Nếu mà còn để cái mạch đen, tức là vẫn còn cái nguồn nấm nó ở đấy. Còn nó phải trắng như thế kia, rồi cạo hết ra. Và nó phải trắng hết thế kia, xong đó pha thuốc theo hướng dẫn của trên bao bì, xong nó lấy cái chổi sơn ấy, nó quét vào. Cháu phải xử lý ngay cái vết này đi. Bà con dùng thuốc nấm phun hoặc tưới lặp lại sau 7 ngày nếu cây bị bệnh nặng, hoặc phun tưới định kỳ với các vườn cây mới trồng khi cây mới khoảng 1 năm tuổi. Đấy. Và cháu phải quét thuốc. Ví dụ hồi chiều nay mà cháu quét, thế xong rồi ngày kia cháu ra kiểm tra, cháu thấy là chưa được, cháu lại quét tiếp. Chứ còn nó còn xì mủ là còn phải quét. Sau khi quét thuốc như này thì cháu phải có một cái động tác thêm nữa là bón thêm cái này rẫy cái cỏ xung quanh cái tán này đi nhé. Xong rồi bón thêm phân chuồng vòng quanh như này. Phân chuồng ấy là cần ủ với nấm Trichoderma đấy và phân lân, chứ còn tuyệt đối không được đụng đạm hóa học vào đấy nhé. Lúc này bị bệnh như thế này mà tức là đụng phân hóa học vào nữa là nhanh chết. Chỉ được dùng phân chuồng ủ trộn với nấm Trichoderma và phân lân. Theo tiến sĩ Đinh Văn Thành, muốn phòng trừ bệnh này, bà con cần có biện pháp nâng cao sức chống chịu cho cây mít và giảm điều kiện môi trường thuận lợi để nấm bệnh phát triển. Để nâng cao sức khỏe cho cây mít, trước hết bà con cần chọn những giống mít Thái khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Cây giống nên mua tại các trung tâm đảm bảo chất lượng uy tín. Bố trí mật độ trồng trong vườn phù hợp theo từng dòng giống, thường xuyên cắt tỉa cành tạo tán, thoát nước tốt cho vườn cây. Thì các nông hộ ấy là hay khoét cái vùng quanh cái cây này là để thấp hơn so với lại cái mặt này. Cho nên khi mà mưa ấy nó sẽ đọng ở chỗ này. Không muốn lấp cao bằng cái này thì làm một cái rãnh. Đây, nó sẽ rãnh ấy, nó phải thấp hơn cái vị trí thấp nhất của cháu đây. Ra kia, thông ra kia, ra cái mương kia để cho nó. Khi mưa xuống, nó vẫn vào đây. Nhưng mà nó xeo cái rãnh ấy, nó thoát ra kia. Nó không đọng lại ở trên này. Đấy là cái đầu tiên, cái quan trọng. Theo tiến sĩ Đinh Văn Thành, bên cạnh các biện pháp canh tác nêu trên, để cây khỏe mạnh và có sức chống chịu tốt với nấm bệnh, hàng năm bà con cần tổ chức bón phân cân đối đầy đủ, không thừa đạm, bổ sung chung vi lượng phù hợp theo từng giai đoạn của cây. Bà con nên ưu tiên sử dụng các loại phân bón sinh học, luôn duy trì ổn định hàm lượng hữu cơ trong đất. Đất bị thiếu hữu cơ sẽ là tiền đề để nấm bệnh phát triển và lây lan. Bệnh xì mủ thường phát triển ở gần dưới sát gốc cây, nên bà con có thể sử dụng dung dịch vôi và thuốc gốc đồng để quét thuốc định kỳ sau mỗi mùa mưa.